Xin chào tất cả các bạn, nay mình sẽ cùng các bạn móc một mẫu dây quay túi đai mũi như này. Đây là mặt trái của sản phẩm, đây là mặt phải. Các bạn nhìn có rõ không ạ? Mình dùng sợi, đây là mình dùng sợi thô 20 mm, vừa nãy là sợi dệt. Mình dùng kim móc số 3. Thì theo sản phẩm của bạn là sợi gì thì chúng ta móc sẽ móc dây đai sẽ quay sợi đấy. Đầu tiên ta tạo một nút thắt, sau đó lên 1 2 3 4 5 6. Các bạn muốn móc dây to thì chúng ta lên thêm xích, mà chúng ta muốn móc dây bé thì chúng ta móc ít xích đi ạ. Móc dây bé làm dây đai mũ thì chúng ta móc ít đi. Ta cắm kim quay ngược lại mỗi chân móc, cách ra một chân, mỗi chân móc chúng ta sẽ móc một một mũi keo len. 2 3 4 5 6 là trượt trượt kim qua hai vòng sợi. 1 2, mỗi lần trượt chúng ta sẽ trượt qua 2 vòng. Nó lên một xích. Cắm kim vào hai sợi, một sợi trên và một sợi dưới này. Kéo sợi qua. Một sợi trên, một sợi dưới. Kéo sợi qua. 2 3 4 5 6 6 vòng. 2 4 6 tổng cộng là 7 vòng sợi trên kim, kéo sợi qua. Cứ mỗi lần kéo chúng ta kéo 2 vòng sợi. Một xích. Ta cứ thế lặp lại. Khi nào đến đủ chiều dài chúng ta cần thì chúng ta dừng lại. 2 3 4 5 6 trượt 2 vòng sợi qua. Lên một xích. Năm sáu trượt 2 vòng sợi qua. Lên một xích. Hai 3 4 5 6 trượt 2 vòng sợi qua. Lên một xích. Lên một xích. Lên một xích.
Ta có thể lặp lại. Ba, bốn, năm, sáu, một xích. Như thế chúng ta lặp đi lặp lại thì chúng ta sẽ được sản phẩm như thế này. Đây là mặt trái. Để mình móc thêm một đoạn nữa, mình sẽ cho các bạn xem nhé. Đây là thành phẩm sau khi mình móc được một đoạn dài đấy. Các bạn có thể móc đến khi nào chúng ta đủ chiều dài chúng ta dừng lại. Đây là mặt phải, đây là mặt trái. Là làm dây khoai thì chắc chắn không bị giã. Video của mình đến đây là kết thúc rồi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người video sau. Nhớ đăng ký kênh và chia sẻ kênh ủng hộ mình nhé. Tạm biệt mọi người.